Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. Nguyên nhân của khủng hoảng tài chính và khủng hoảng tiền tệ. Một số nguyên nhân của việc không thực hiện được các nghĩa vụ thanh toán là do gặp phải vấn đề thanh khoản, khả năng thanh toán hoặc do cố tình chiếm dụng vốn vì điều này có thể có lợi ở khía cạnh nào đó. Tình trạng mất khả năng thanh toán bắt nguồn từ các vụ phá sản, kinh doanh thua lỗ và các vấn đề về chi tiêu của chính phủ. Bản thân chính phủ cũng gặp khó khăn trong việc tìm tài trợ khi gặp khó khăn về thanh toán do những kỳ vọng không sáng sủa, mặc dù trong điều kiện bình thường nền kinh tế hoàn toàn có khả năng chi trả. Sự mất khả năng thanh toán thường có tính dây chuyền. Vì vậy, khủng hoảng tài chính là điều không mong muốn. Các nhà nghiên cứu cho rằng có một sự tương quan giữa nỗ lực nhằm tự do hóa các thị trường tài chính và số lượng các cuộc khủng hoảng tài chính. Khủng hoảng tài chính thường đi kèm với những nỗ lực nhằm tự do hóa thị trường tài chính. Vậy tự do hóa tài chính có nhất thiết dẫn đến khủng hoảng tài chính, và việc xảy ra các cuộc khủng hoảng tài chính có thể là một lý do phản đối việc bãi bỏ các quy định và tự do hóa tài khoản vốn. Thành phần chính của các cuộc khủng hoảng tài chính là các thông tin không đối xứng. Thông tin không đối xứng có vai trò chính yếu trong các giao dịch tài chính. Nó đưa người vay tới những hành vi cơ hội nguy hiểm và là mầm mống cho những kỳ vọng xấu của người cho vay về người đi vay. Thông tin không cân xứng khiến cho người đi vay và người gửi tiền do họ khó khăn trong việc phân biệt giữa vấn đề thanh khoản và tình trạng mất khả năng thanh toán. Qua đó dẫn đến việc người sở hữu bán đi những tài sản bằng ngoại tệ của nước gặp khó khăn. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. Vì vậy, để hạn chế những thông tin không đối xứng thì hai bên đi vay và cho vay cần có càng nhiều thông tin càng tố về nhau thông qua những câu hỏi và người cho vay hỏi người đi vay để tránh sự lựa chọn bất lợi cho nhà đầu tư. Vậy những gì cần làm để giải quyết các cuộc khủng hoảng tài chính? Trước hết, chúng ta phải giải tỏa được những hoảng sợ về thanh khoản, về tính lỏng bằng hai chiến lược là cung cấp thanh khoản cho thị trường và thuyết phục các thành viên thị trường rằng họ không cần phải ngay lập tức bán đi các tài sản của mình. Để thị trường yên tâm thì cần có một cơ chế bảo hiểm tiền gửi hoạt động tốt, người đóng vai trò là cho vay cuối cùng là ngân hàng trung ương sẽ cung cấp thanh khoản cho thị trường và để thị trường tự phân bổ, điều tiết lượng thanh khoản đó. Khi đó, công cụ chính sách tiền tệ gián tiếp hữu hiệu giúp ngân hàng trung ương cho vay là nghiệp vụ thị trường mở với các giao dịch mua bán lại tín phiếu kho bạc do chính phủ phát hành. Ngoài công cụ chính sách tiền tệ gián tiếp là cho vay trên nghiệp vụ thị trường mở, cho vay trực tiếp với lãi suất phạt. Thứ hai, ngân hàng trung ương ở tình thế rất khó khăn do phải bảo vệ tỷ giá, trong khi thị trường cho rằng cuối cùng thì việc bảo vệ tỷ giá không quan trọng bằng các mục tiêu vĩ mô và đến một lúc nào đó thì đồng tiền sẽ giảm giá. Phải chăng để ngăn chặn khủng hoảng tài chính thì hạn chế các dòng vốn? Tuy nhiên, thuế và các hạn chế khác có thể không khuyến khích các nhà đầu tư dài hạn và có khi còn làm trầm trọng thêm tình hình. Việc cần làm là giải quyết khủng hoảng thanh toán để hạn chế thiệt hại bằng cách loại bỏ những không chắc chắn của nhà đầu tư về tính trong sạch của các thể chế cá nhân. Thêm vào đó, buộc các thể chế này phải xử lý những vấn đề về tài sản của mình như định giá thấp và bán cho cơ quan cơ cấu lại nợ của chính phủ. Điều này làm tăng tính lỏng và giảm bớt khó khăn cho người cho vay ngân hàng. Tuy nhiên, để giải quyết khủng hoảng tài chính triệt để thì cần phải ngăn chặn nó bằng cơ chế giám sát, thanh tra và các công cụ kỹ thuật thích hợp. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn.